để em quay lại với kênh của em ha. Tiếp tục hôm nay em lại ra clip lặn biển cho mọi người xem. Hiện tại thì em đang ngồi ở kênh Cano. Mấy anh em thì đang chuẩn bị lặn tầng thứ hai ha. Cano đang có chuẩn giống tới cái điểm lặn thứ hai. Hôm nay thì trời rất là êm luôn mọi người, không có miếng gió nào luôn. Giờ thì Cano của em, ghe của em thì đang hiện tại đang có ở đảo Đá Lớn. Đảo Đá Lớn ở nằm ở vùng Lực Xe ha, cũng cách đảo Phú Quý khoảng 300 hải lý. Hiện tại thì mấy anh em sẽ lặn đêm nay. Lặn đêm nay thì ngày mai, sáng mai thì ghe của em sẽ về bờ, về đảo Phú Quý ha. Giờ thì cũng mời quý cô chú anh chị cùng xô đồ về chuẩn bị lặn với mấy anh em. Em cũng mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em với lại mấy anh em trên cano xuống dưới nước và đi bắt hải sản cùng với mấy anh em ha. Rồi, em cũng vừa nhảy xuống nước rồi ha mọi người. Đây, mấy anh em thì giờ thể tự do để xuống dưới dạng san hô là xong. Đây, khi tay của em níu vô lòng cái gương á mọi người, thì là cái lúc em đang có giảm ép tay ha. Lặn ở dưới dạng san hô thì anh em phải giảm ép tay mới xuống dưới dạng san hô được. Không thì nhức cái tay đau lắm mọi người. Hôm nay thì anh em lặn nước khoảng 12 xả tay, tương đương với khoảng 17 mét nước, 18 mét nước ha. Cũng khá là sâu đó mọi người. Rồi, em cũng đã xuống đép đáy xong, xuống dưới dạng san hô rồi mọi người. Đấy. Đây, không biết ở chỗ này bạn rừng này có bắt con gì nữa. Đây, không biết mấy anh em đang bắt con gì nữa đây. Ai chơi? Đây là mấy anh em ở cano khác nha mọi người. Quá là may mắn luôn gặp mấy anh em ở cano khác. Đây, ở chỗ này thì em lại phát hiện ra được con cá bò thép. Đây, nó nằm ở con cá bọn rất là sâu luôn mọi người. Sâu lắm. Đây, cái thằng đẻ rất là to luôn. Giờ thì mấy anh em sẽ cố gắng bắt ra ha. Em thì vừa nhái đèn mấy anh em chạy lại rồi. Em vừa nhái đèn cho mấy anh em dây tín hiệu đèn cho mấy anh em đi lại đó, lại phụ bắt với em. Chứ mấy con mẹ ở trong bọn đá sâu như này thì cũng bắt khá là cực luôn mọi người. Rất là khó bắt. Nhưng mà tại vì cá bò thép thì cũng được tiền á, có giá lắm, cho nên anh em phải cố gắng. Đây, em thì vừa khều cá mỏ của nó xong. Giờ thì anh em sẽ dán cố gắng đứng đợi. Có vẻ là con này đợi khá là lâu đó mọi người. Tại vì nó ở trong cái bụng sâu thì nó phải tìm cái đường nó chạy ra ngoài. Đây, sâu quá mọi người. Ở ngoài thì nhìn vô rất là khó thấy luôn. Không biết mọi người có thấy không chứ em lặn như này thì thấy rõ lắm. Đây, chẳng đẻ to lắm mọi người. Ui, rất là to luôn. Đây, giờ thì em đi xung quanh để kiếm thử có chỗ nào mà nhìn thấy nó, nhìn thấy cái con cá này nó rõ hơn á. Thì em sẽ khều khều cho nó chạy ra bên ngoài. Tảng đá to, đẹp quá. Ở mấy cái tảng đá to này thì anh em dân lặn gặp thì gặp mấy cái tảng đá to này thì thường hay chạy lại để kiếm những mấy cái mặt hàng mà đắt tiền á. Thường mấy tảng đá to thì sẽ có mấy cái mặt hàng đắt tiền hoặc là quý hiếm đồ á mọi người. Đây, đứng chờ khá là lâu luôn. Đây, được rồi. Đây, cũng em để nhìn thấy nó chuẩn bị chạy ra rồi. Không biết nó chạy ra cái đường nào nữa. Đây. Có vẻ là nó ở cái đường này này. Ở chỗ này dòm xuống thì thấy nó. Thấy được cái đuôi của nó. Đi qua đi lại kiếm hoài mà không có thấy được cái lỗ của nó để chui ra. Đây, em dây tín hiệu là kiếm lấy cái chĩa cho em. Đó, giờ bạn Khang đưa em có cái chĩa này. Rồi, bắt thì con cá bò thép thì bắt không có được rồi mọi người. Rồi, giờ thì đi tới chỗ này lại gặp được con cá bánh cấp. Rồi, xuyên được rồi.
cá mò thép mà ở cân mấy cái bụng to như vậy thì khó bắt lắm. Đây, xin đừng cái bánh cấp vô mọi người. Con này thì khoảng 1,5 kg ha. Con này thì khoảng 1,5 kg. Rất chi là to. Mấy cái bánh cấp này thì ăn không có ngon đâu. Cái này của nó rất là bở luôn. Ăn không có được ngon. Anh em dân lặng thì ít ăn mấy con cá vậy lắm mọi người. Mang cái bánh cấp như này. Đây 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 đây, gặp con nữa đây. Rồi. Có vẻ là ở chỗ này gặp nhiều lắm. Em ở chỗ này gặp được ba con. Đây con này em để chĩa được rồi. Còn hai con thì nó ở bên kia. Đấy, giờ thì bỏ vô con vợt và đi qua để xiên hai cái con kia nữa là xong. Không biết lại được hai con không đây. Đây đây đây, đây. Đấy. Rồi, được rồi, được một con. Ê, còn một con nó chạy này. Tiếc quá mọi người. Em xuyên con này thì con kia nó chạy rồi. Đây, bạn bạn Khang thì xuyên con kia. Nhưng mà nó chạy mất tiêu luôn. Đây, em thì gặp ba con, xuyên được hai con. Quá là để rồi. Có vẻ là ở chỗ này thì cái bánh cấp này hơi bị nhiều ha. Rất hy vọng là gặp nhiều nhiều để quay clip gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Đây dạng san hô ở chỗ này đẹp lắm. Tiếp tục lại là cái thằng né to, gặp được con cá bò thép nữa. Đây nhưng mà con này thì dễ bắt lắm mọi người. Con này thì có vẻ là rất là dễ bắt luôn. Tại vì nó nằm ở gần cái miệng hang á. Đây, giờ khều khều cái đuôi cho nó lui ra. Và cầm cái đuôi bỏ vô trong cái vợt nữa là xong. Mang cái bò thép này mà luộc cuốn với bánh tráng, rau sống, dưa leo, chấm với cối nước mắm me nữa thì còn gì bằng nữa không mọi người. Nhấc cái nắp luôn. Đây cái mỏ của nó này. Đấy. Còn mấy con cá bò thép này mày cắn một phát thì thôi luôn á. Rất là lâu lành luôn mọi người. Cắn đầu mà lâu lành lắm. Em bị cắn hai lần rồi. Một lần là bị cắn ở cái ngón tay. May mà không có sao đó mọi người. Cắn em bị cá bò thép này cắn ở cái ngón tay thì bị rụng cá móng luôn. Bị đứt cá móng ra luôn. Đứt ngang luôn đó mọi người. Ghê lắm. Một lần thì bị cắn ở ngay bắp đùi. Có cái rầm luôn, chẳng có cái rầm luôn mọi người, ghê lắm. Đây bạn dừng dây ký hiệu thì thọc tay vào để lôi ra, nhưng mà em không có cho. Đây nó chạy ra rồi mọi người, rồi được rồi. Đây, đẹp quá. Mấy con này thì mấy cái bò thép này thì mạnh lắm. Đấy, nó có vùng vẫy ngoài. Đây, được rồi. Cái bò thép đen hầu ha. Được con cá bò thép đầu tiên. Đây giờ anh em thì lấy mỗi người một cái chĩa về đi. Đây được cái chén mọi người. Cái chén của ai không biết nữa. Bị đánh rơi hay là bỏ gì không biết ở dưới dạng san hô. Đây xiên cá bò mòn. Rồi nó chạy lung tung men luôn. Nói thật là mấy cái mồm mồm này cũng mạnh lắm. Đây. Đẹp quá. Cái bụng nó vàng khè luôn mọi người. Cái bụng nó vàng khè luôn. Có vẻ là con này béo này. Anh em thì khoái ăn cái mồm mồm mà béo lắm. Tại vì ăn rất là ngon. Cái mồm mồm mà béo thì ăn hết cơm luôn đó mọi người. Ăn luôn bay luôn cái son. May mà cái son anh em ăn không được thôi chứ. Nếu ăn được thì chắc ăn luôn rồi. Đây tiếp tục lại là cái bò mòn nữa. Đây mọi người có thể thấy ha. Nó ú nu luôn. Con cá bò mà em tưởng là cái con heo không đó. Rồi. Đẹp quá. Đây nó ú nu luôn. Nó tròn quay luôn mọi người. Ôi giời, nhức cái nách. Mấy con này mà nấu canh lá quế thì bỏ thêm một mớ lá quế nhiều nhiều ăn thì ngon lắm. Nếu mọi người gia đảo Phú Quý chơi thì hãy kiếm về ăn thử cái món này nha. Đặc sản của đảo Phú Quý đó mọi người.
Đây, chạy tới chỗ này lại gặp được con kém đánh cấp nữa. Con này thì nhỏ. Con này thì tầm khoảng 1 kg thôi. Đây, một nhát được ngay luôn. Con này cũng một nhát được ngay thì đẻ lắm, đẻ quá. Đây, mọi người biết em nháy đèn mà anh em để làm cái gì không? Đây, em nháy đèn quét lời luôn. Ở chỗ này thì xuyên được con kém ăn cắp xong quay lại lại được con kém mặt quỷ nữa. Đẹp quá, rất là may mắn luôn mọi người. Em xuyên con kém ăn cắp ở gần sát bên luôn. Xuyên rồi bỏ con kém ăn cắp vô rồi lại gặp được con kém mặt quỷ. Nháy đèn để anh em chạy lại cùng chim ngưỡng ha. Con biết là ai chạy lại đây. À, bạn dừng. Bạn dừng chạy lại mọi người. Đây. Nháy đèn cho mấy anh em tập trung lại thì bạn dừng chạy lại. À, rất là mừng luôn. Em được như mà bạn dừng mừng lắm. Tại vì có chim ngưỡng á mọi người. Wow. Nhìn mấy con ké này thì đẻ cực kỳ rồi. Bắt được mấy con ké mặt quỷ này thì nhức cái nách luôn. Giá trị cao này, với lại kiểu nó khó nhìn thấy á, nó y chang các cục đế cho nên ai bắt được thì cũng tự hào lắm mọi người. Rất là tự hào luôn. Bắt được mấy con này thì thôi, lên kênh thì lý lắm. Ai mà bắt được lên kênh thì khoe gớm lắm luôn. Ai con cá mặt quỷ đầu tiên. Hy vọng thì sẽ gặp thêm một hai con nữa để quay và gửi đến cho mọi người xem. Đây, dạng san hô rất là đẹp luôn. Đây, bắt xong rồi thì bạn dừng lại tách ra để đi riêng lẻ. Đây, chạy tới chỗ này thì gặp được một con cá máu vẹt. Đây, con cá máu vẹt này em thường gọi là con cá máu đẹp trai. Mà có chỗ thường gọi là cá máu rằng. Nhìn cái màu mè que lé hẹ của nó rất là đẹp. Mấy con này mà bắt mấy con cá mini á, mấy con cá nhỏ nhỏ á, nuôi ở hồ thủy sinh thì đẹp hết chỗ chê luôn. Đây, chạy tới chỗ này thì dạng san hô rất là đẹp luôn. Em lại gặp được con cá mó dằn. Cá mó đẹp gái ha. Thường thì gặp cá mó đẹp trai thì sẽ kiếm xung quanh thì sẽ gặp được con cá mó đẹp gái. Tại vì đẹp trai với là đẹp gái thường hay đi chung lắm. Cho nên gọi ở Đà Phú Quý em thường gọi cái tên nó như vậy. Đây, chạy tới chỗ này thì gặp Becky. Becky thì được hai con ốc đu con rồi. Hai con này thì Becky kiếm cũng được gần 2 triệu luôn, 1 triệu mấy luôn đó. Hai con này to lắm. Một con thì khoảng 1 kg, còn một con thì khoảng 2 kg mấy. Được 1 triệu mấy rồi. 1 triệu mấy 2 triệu rồi. Em nói gần 3 triệu thì hơi quá ha. Nhưng 1 triệu mấy 2 triệu rồi mọi người. À, tiếp tục là con cá mó đẹp gái nữa. Nói thật là con này em sẽ bắt nha mọi người. Tại vì giá trị rất là cao luôn. Cho nên em không có bỏ được. Anh em đi lặn biển thì nhờ cá mó vẹt thì nhiều. Đa số là xuyên cá mó vẹt nhiều lắm. Em không biết ở chỗ này mấy anh em được con gì nhưng mà nháy đèn lung tung beng luôn. À, chú Bè giỏi cái gì không có biết nữa. Con cá bò thép. Đây, con cá bò thép mọi người. Wow, con này thì nằm lộ thiên ở ngoài rồi. Con này thì cũng dễ bắt lắm. Mấy con mè ở cái bọn nhỏ như này thì dễ bắt lắm mọi người. Gặp con cá bò thép mè chú Bè nháy đèn lung tung beng luôn. Dây cái hiệu lung tung beng luôn. Làm em tưởng mấy con kiểu ốc đục con hay là cá mắt quỷ đồ không. Tưởng như mấy con được giá cao á, mấy con quý hiếm á, ai về là con cá bờ thép. Con này không biết tại sao bè ngủ nó lại nằm ngửa nữa mọi người. Nó nằm ngửa rất là kỳ luôn. Đây, giờ thì cũng để có cái lý do là con cái câu đố mà con cá gì ngủ nằm ngửa này. Đây là con cá bờ thép mà mọi người, cá bờ thép ngủ nằm ngửa nha. Đấy. Em thì thường được người ta hay ra câu đố là kiểu anh em dòng biển với nhau á,
ghe cao đố là con cá gì mà ngủ nằm ngửa. Đây giờ thì lại có cái lời giải rồi. Con cá bò thép ngủ nằm ngửa, rất là kỳ luôn, không hiểu tại sao nữa. Mà thường mấy con cá bò thép ngủ thì toàn con kẹt đá con nhau mọi người. Toàn con là kẹt đá không. Tại vì cái bò thép ngủ con kẹt đá, da của nó rất là dày luôn, cho nên nó không có sợ kiểu bị cày hoặc bị lở mọi người. Cho nên nó ngủ ở gần mấy cái kẹt đá. Đây, chú ba em ở bên này thì cầm được rồi. Chạy qua bên đó bắt rất là nhanh luôn. Bây giờ thì kéo cái vợt xuống, chú ba bỏ vô nữa là xong. Bắt mấy cái bờ thép thì cũng dễ. Đây, con này to lắm. Con này quét ký là một rồi. Con này khoảng ba ký mấy á. Là một thì thường khoảng một ký cho tới dưới ba ký ha. Là hai thì khoảng ba ký trở lên. Với lại nhỏ hơn một ký là người ta mua cái nhỏ. Còn lại hai thì là trên ba ký. Con cái bò thép đó có lẽ là quét là một rồi. Đây, đi mới một chút mà để tới giờ lên rồi, chưa bắt đẻ tay nữa. Hải sản thì tăng này cũng khá là thưa, nhưng mà được hải sản được giá mọi người. Hải sản giá cao không. Nào đã ốc ụ với lại cái mặt quỷ này, cái bò thép nữa. Với lại cá thì cũng không có nhiều. Thôi giờ thì mời quý cô chú anh chị lên trên về xem thành quả cùng với mấy anh em trên cano của em ha. Đây mọi người, đây cũng là lại cái nóc ha. Nhưng mà cái con cá nóc này thì thôi luôn á. Nếu ăn vào thì say ghê lắm, gây tử vong luôn á mọi người. Đây cái mặt của nó đây. Con này, con cá nóc này thì ở ngoài đảo Phú Quý không có ăn. Ngoài đảo Phú Quý đa số là ăn cá nóc nhím thôi mọi người. Con này ăn vào thì chết người luôn đó. Nếu mọi người gặp cái nóc này thì đừng có ăn nha mọi người. Đây, ghê lắm. Thôi giờ thì bạn dừng không biết, bạn dừng chỉ lên. Giờ thì bỏ ha. Rồi, trong giờ lên thì cũng khá là bỏ thu ha mọi người. Được tầm tới ba con ốc đu con luôn, với lại 5-6 con bò thép nữa, và một con cái mặt quỷ ha. Thôi video của em đến đây có lẽ thì cũng sẽ kết thúc ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị để xem video của em. Nếu thấy video của em hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh. Giờ thì mấy anh em ở trước thì đang chuẩn bị dọn dẹp và khoanh những sợi dây lặn lên ha. Rồi, giờ thì chào quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị gặp lại ở video sau. Bye. Dày đơ, bò mì nó. Quá chậm chỗ đó, sổ đi, chừng nó dày luôn.